làm sao trọng tội. Như vậy chính tăng bào hoa là châu bao thù diệu, mong với sự thật này được sống trơn hạnh phúc, dẫu có làm tội gì bằng thân khẩu hoặc ý, các ngài chẳng bao giờ che giấu điều đã phạm, bởi vì đức tánh này được gọi là thầy pháp. Như vậy chính tăng bào là châu bao thù diệu, mong với sự thật này được sống trơn hạnh phúc. Ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ, cũng vậy đức Thế Tôn thuyết giảng pháp ưu việt, dẫn đến ngộ niết bàn là lợi ích tôi thường. Như vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu, mong với sự thật này được sống trơn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bán bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng. Như vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu, mong với sự thật này được sống trơn hạnh phúc. Nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới không sanh khởi, nhàm chán kiếp lai sanh, chúng tử dục đoạn tận, bậc trí chứng niết bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng bào là châu bao thù diệu, mong sự thật này sống trơn hạnh phúc. Chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu, hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Phật đã thật sự xuất hiện, mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong được sống an lành. Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu, hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Pháp đã thật sự xuất hiện, mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong được sống an lành. Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu, hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ tăng đã thật sự xuất hiện, mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong được sống an lành. Dạ, bây giờ đã là 4 giờ 30 phút, cũng đến giờ nghe pháp. Tôi không biết là sư tọa Pháp Thanh đã vào Zoom chưa ạ? Dạ, để con xem. Dạ, vẫn chưa thấy ngài vào Zoom. Để con xin tụng thêm một đoạn nữa. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những trong một xóm, mà chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh, luôn đến chư thiên ma vương và phạm thiên cả thầy. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh, luôn đến chư thiên ma vương và phạm thiên cả thầy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta.
xa bay chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong mộ xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên, ma vương và phạm thiên cả thầy. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh vừa vào Zoom ạ. Dạ bây giờ cũng đến giờ nghe pháp, con Pháp Ngồi Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư. Ramma cha lo ka thi pa ti sam pa ti ka tang cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti ta sat tam pa ra cha ka cha ti ka đề sê tu tham mang anu cam pi lang ba chang sát tham ma phê đình quê na yang cha ca yang su tánh cha bản tham a pi tham ma chăm mang Ako ta yan to cha tu sạch cha đàn đăng bập bô ta này ye pa ri sa ya mật chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vờn lộc dạ ngài rời chơn xa, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự phát từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic đến ngài để ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay. Con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp được an vui tấn hóa. Dạ con kính dâng mic đến thượng tọa Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Dạ kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp trong cái phần tương ưng bộ kinh và phẩm thứ ba, cái bài thứ hai tổ mẫu. Cảm ơn cô Như Quang đã bớt bài và mời cô Pháp Nguồn Đào Cai sẽ đọc phần chánh kinh và sau đó sư sẽ giải thích, chia sẻ thêm để quý vị nắm cái ý nghĩa câu Phật ngôn này. Chúc tất cả quý vị thính pháp vui, có một buổi thời giá. Dạ, sa thứ sa thứ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin phép được đọc kênh Tương ưng kinh Sanjutta Nikaya chương 3, Tương ưng Kusala phẩm thứ 3, Hai La Mã tổ mẫu. Nhân duyên ở xa ý, Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kusala đang ngồi một bên, đại vương đi từ đâu lại giữa trưa như thế này? Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung già nua, tuổi tác đã đến tuổi trưởng thượng, đã đạt đến tuổi thọ, đã mệnh chung được 120 tuổi. Bạch Thế Tôn, con rất ái luyến và quý mến tổ mẫu. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một voi báu hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một ngựa báu hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một thôn làng tốt đẹp hay để tổ mẫu con khỏi chết,
con sẽ cho thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con có thể được cho một quốc độ hay để tổ mẫu con khỏi chết. Tất cả chúng sanh, thưa đại vương, đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Thật là vi diệu, Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Như vậy là phải, thưa đại vương, như vậy là phải, thưa đại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa đại vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa đại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc. Tùy nghiệp họ sẽ đi nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp lên thiên giới. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, con xin dâng mic đến Ngài Thượng Tọa Pháp Thanh để Ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay, để đạo tràng chúng con có được sự an vui tấn hóa. Dạ, con kính dâng mic đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Ma Giả, Nam mô Sằng Ca Giả. Cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài phần chánh kinh, và cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai đã đọc phần chánh kinh. Trước khi vào thời chia sẻ giảng giải Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hành lễ tam bảo một cách tóm tắt. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thận hữu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần hữu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đến vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần hữu ý tán dương ân đức Pháp bảo, Pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành đúng được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Sang Ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến hạnh phúc giải thoát cao thượng trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy. Thì trong cái phần này đó, thì Đức vua Bassanadi Bà Tư Nặc, người vua của nước Kosala, sau khi mà tổ mẫu của mình mệnh chung, thì vua đã rất là buồn rầu, đã đi đến để mà nêu lên cái sự khổ sở của mình. Tại vì cái tầm luyến ái khi mà một người thân qua đời thì sẽ rất là buồn khổ. Rồi quý vị thấy rằng
À, khi mà mình có sự kính trọng, quý mến, luyến ái đối với cái thân mà quyến thuộc mình, thì lúc đó đó cái tâm mình nó dao động rất là dữ dội. Mình không có chấp nhận cái sự mà mất mát của quyến thuộc. Chứ nếu mà được đánh đổi, nếu mà được đánh đổi những cái gì mà mình quý giá nhất, mình sẵn sàng mình đánh đổi để cái thân bằng quyến thuộc mình tránh khỏi cái sự chết. Thì do cái tâm mà luyến ái, có nhiều khi đó, có nhiều khi á, cái sự khổ của quý vị mà nó ít hơn là quý vị phải chứng kiến cái sự khổ của thân bằng quyến thuộc mình. Thì nếu mà những người phụ nữ, những người là mẹ thì quý vị để ý, khi mà quý vị bệnh á, quý vị bệnh, quý vị đau nhất rồi trên nọ đó, mà quý vị ít lo lắng hơn là gì, là những đứa con của mình. Những đứa con của mình á, khi mà nó bị bệnh, bị một cái vấn đề gì đó, thì mình lo lắng rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì mình cứ nghĩ nó còn nhỏ, nó chưa biết gì này kia nọ ha. Rồi mình có thể mà cái sự lo lắng của mình nó tăng lên gấp nhiều lần. Đó. Trong khi mình bệnh á, mình bệnh quản, mình đau, mình nhức rồi kia nọ đó, mình không có lo lắng bao nhiêu. Nhưng mà con cái mà nó bị bệnh hay nó có một cái vấn đề gì xảy ra đó, thì cái bổn phận làm cha làm mẹ đó thì lo lắng rất là nhiều. Mà nhất là người mẹ, tại vì cái tâm mà luyến ái mà nó là do mình sanh ra, công mang nặng đẻ đau thế này thế khác ha. Rồi cái tình thương của bà mẹ thì bao giờ nó cũng lai láng tràn trề hơn là cái tình thương của người cha. Do đó cái tâm mà luyến ái của bà mẹ thì nó rất rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy đó mà nếu mà những đứa con của mình á, mà có cái điều gì mà bất ổn, thì cái người mẹ là cái người mà khổ đau nhiều nhất. Thì không phải là chỉ cái nhân loại mình không, không phải loài người mình không, mà ngay cả đến các cái loài thú vậy á. Thì đó, sư học đó, thì cái chữ mà đoạn trường đó, cái chữ đoạn trường đó là đứt ruột, nó xuất phát từ cái điển tích đó, là những cái người thợ săn đó, họ đi săn thì họ thấy cái bầy khỉ, họ mới dương cung họ bắn, họ bắn thì trúng một cái con khỉ, trúng một con khỉ con nó té xuống. Thì con khỉ mẹ đó, nó đứng ở trên cây á, nó kêu một cái tiếng thiệt lớn, rồi nó cũng té xuống luôn, nó té nhào xuống luôn. Thì khi mà những cái người thợ săn này đó, cái con khỉ con này nó chỉ bị thương thôi, tại vì họ săn để mà về để buôn bán mà, còn con khỉ mẹ này nó chết. Thì những cái người thợ săn này đó mới làm thịt cái con khỉ mẹ. Thì khi mà họ mổ cái bụng con khỉ mẹ ra đó, thì những cái ruột của con khỉ mẹ nó bị đứt hết. Thành ra là từ đó mà nó có cái câu trục, cái câu là nỗi đau xé ruột ha. Nỗi đau xé ruột hay là nỗi đau mà làm cho quặn đau ở trong trong
trong thân của người mẹ, đứt ruột. Cho nên cái luyến ái ở trong cái đời sống này đó, mà ta mà càng luyến ái càng nhiều, chúng ta càng luyến ái càng nhiều thì chúng ta sẽ càng khổ đau. Vì sao? Bởi vì mình cứ dính, cứ chấp thủ vào cái đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi. Đó thì cái luyến ái càng nhiều thì cái khổ đau mình nó càng nhiều. Vì sao? Bởi vì chúng ta không có hiểu biết, không có hiểu biết mà chúng ta muốn cái những cái người nào mà mình thân thích, những người nào là thương mến, thì mình muốn gần gũi, muốn gìn giữ, muốn bảo vệ. Còn những cái người nào mà nó không thích hợp, thì mình muốn xua đuổi, xa lánh. Nhưng mà ở đời ấy, nó nghịch lắm. Những cái gì mà mình quý mến, mình thương mến, mình gìn giữ thì nó lại không được như ý, nó xảy ra nhiều cái trắc trở, thương mà phải xa. Còn cái những cái đối tượng mà mình không thích, mình quan trái mà cứ gặp hoài, mình muốn né tránh, mình tránh xa những cái gương mặt đó mà cứ gặp hoài, ở đời nó khổ vậy đó, quan gia ngõ hẹp, nó quan trái rồi cứ gặp hoài đó. Thành ra ở đời là nó có nhiều cái cảnh trái ý nghịch lòng. Mà nhưng mà vì vô minh, vì mình muốn kiểm soát, mình muốn điều khiển, nhưng mà các pháp ở trong thế gian này thì nó không có gì mà mình có thể điều khiển được hết. Mỗi chúng sanh nó có một cái định lực, một cái nghiệp riêng, mà sự vận hành của pháp thì mình không có thể can thiệp gì được hết. Có nhiều khi có những bà mẹ khi mà thấy đứa con mình nó bệnh nặng rồi chẳng hạn, những bà mẹ có thể bây giờ là nếu mà để được chết để cho con tôi nó sống, tôi sẵn sàng đổi mạng, thay vì cái bệnh mà nghiêm trọng đó là tôi gánh vác để tôi chết, để cho con tôi nó được sống. Nhưng mà đâu có được. Quý vị thấy mặc dù cái y học, khoa học nó rất là tiến bộ, có thể những cái ca bệnh có thể là bà mẹ có thể hiến gan, hiến thận để giúp cho con mình nó có thể nó vượt qua những cái chứng bệnh, hoặc là những cái bệnh ung thư bây giờ là nó có thể ghép tủy rồi gì đó, bà mẹ sẵn sàng hy sinh hết. Nhưng mà còn nếu mà nói mà để hy sinh cái mạng sống của mình để cho con mình để được sống thì nó rất là khó, tại vì cái điều đó là do cái định luật nghiệp báo nhân duyên của mỗi người thôi, chứ không thể nào mà mình có thể mình trao đổi được nha. Cho nên là mỗi chúng sanh nó có cái duyên nghiệp riêng, mỗi chúng sanh có cái đời sống mà nó đã cái sự sanh ra là nó đã đi kèm với cái sự tử, thành ra chúng ta không thể nào mà can thiệp vào được cái sự vận hành của nghiệp báo, của các pháp. Từ đó chúng ta hiểu để trong cái đời sống chúng ta bớt đi những cái đau khổ, chúng ta sẵn sàng làm mọi việc để cho thân bằng quyến thuộc của mình được an ổn. Nhưng mỗi người có một cái duyên nghiệp riêng,
chúng ta không thể nào mà sửa đổi để cái những cái người đó được an ổn về cái ý muốn của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm luyến ái mình nó quá quá mãnh liệt đi. Chứ còn mình nếu mà mình có sự hiểu biết, nếu hiểu biết thấu đáo thì đến cái thân của mình, đến cái thân của mình, mình còn không điều khiển được, thấy không? Mình đâu muốn bệnh, nhưng mà vẫn bị bệnh do sự biến chuyển của thời tiết, của các cái điều kiện xung quanh. Mình đâu có muốn già, nhưng mà sao? Bắt đầu lớn tuổi rồi là bắt đầu xương khớp rồi nó đau, nó nhức, nó diễn ra rồi là nhiều cái chứng bệnh, nhiều cái chứng bệnh nó đổ ra, da nhăn, tóc bạc, răng rụng kia nọ đủ thứ chuyện hết, cái gì thấy đó. Rồi rồi đến cái cuối cùng là gì, là cái sự chết, đó. Mình đâu tất cả những cái quy trình này mình bao giờ muốn, mà ngay cả trong cái đời sống, các nhà y học, các nhà khoa học, họ nghiên cứu những cái phương pháp để mà kéo dài tuổi thọ, những cái dược liệu, thuốc men, rồi những cái thực phẩm chức năng, rồi nào là những cái sửa đổi những cái gen để nó làm chậm cái tiến trình mà lão hóa rồi vân vân. Nhưng mà những cái phương pháp này nó cũng không thể nào mà sửa đổi được cái quy luật sanh già bệnh chết. Đó. Cho nên á, là quý vị thấy rằng á, cái quy luật này đó là nó không phải riêng một chúng sanh nào hết, mà dành cho tất cả, dành cho tất cả những chúng sanh ở trong thế gian, ở trong tam giới này. Đó. Cho nên mà khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì chúng ta sẽ bớt được cái đau khổ. Thì cái bà Kisagotami đó, là bà này là bà có một cái đứa con mà bà rất là quý trọng, thương yêu. Tại sao? Tại vì đứa con thường thường là một người vợ đó, mà khi mà sanh đứa con trai đó thì sao? Thì sẽ trong cái dòng tộc đó, cái người con trai trưởng đó, mà có vợ, rồi người vợ mà sanh được đứa con trai đó, là như vậy là cái đứa bé này đó, bé trai này sẽ là cái người mà có khả năng thừa kế các cái tài sản ở trong gia đình, ở trong dòng họ. Cho nên là chẳng may đứa con của bà Kisagotami này mất, thành ra bà sợ hãi, bà đau khổ dữ lắm. Một phần là luyến ái cái tình thương của bà mẹ, rồi một phần nữa là gì, là vì cái quyền lợi, tài sản, đồ kia nọ nữa đó. Nếu mà đứa con này mà mất thì đồng nghĩa với cái tài sản cũng bị thất thoát luôn, không có được hưởng gì hết. Cho nên bà ta mới hốt hoảng sợ hãi, ôm cái đứa con mình chạy khắp nơi cầu cứu đối với các cái vị thầy thuốc, những cái người nào hãy cầu cứu làm sao mà cứu cái đứa con của bà ta. Cuối cùng thì có cái người đó nói không có ai làm được đâu, bây giờ đó là đi đến kỳ viên tịnh xá đi, gặp Đức Phật coi Đức Phật có thể cứu được không, chứ không ai mà làm sao cứu được hết á. Thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ á, muốn muốn Đức Phật mà cứu cái đứa bé này đó,
thì đi tìm cái hột cải. À, thì quý vị biết rằng cái hạt cải thì dễ kiếm rồi, tại hồi xưa rồi nhà nào người ta cũng dự trữ để người ta trồng trọt để mà sinh sống nha. Thành ra cái hạt cải thì nhà cũng có, nhưng mà Đức Phật nói rằng phải đi tìm cái hạt cải mà ở trong cái nhà hồi đó giờ chưa có người nào chết, chưa có người nào qua đời. Thì vì cái tâm mà luyến ái mãnh liệt, bà ta mới ôm đứa con này chạy đi khắp tìm. Thì nhà nào cũng nói có hạt cải thì có đó, nhưng mà nhà tôi thì nhiều người chết lắm. Rồi chạy qua nhà khác thì nói hột cải cũng có, nhưng mà nhà tôi cũng có người chết. Cho đến khi mà bà mệt mỏi và chiều sắp tàn này, thì lúc đó bà mới thức tỉnh. Lúc đó là cái trí tuệ nó sanh khởi, cái tâm luyến ái nó lắng dịu xuống rồi. Bà cũng nghĩ rằng như vậy á, là cái sự chết này không phải của riêng ai á, không phải là chỉ có con của mình chết, mà ở trong thế gian này á, ở trong cái kinh thành này á, nhà nào cũng có người chết á. Cái chết này không phải của riêng cái đứa bé con của mình. Từ đó bà sực tỉnh, cho nên bà mới đem cái đứa bé đến nghĩa địa bà chôn. Và sau đó thì bà đến xin với Đức Phật xuất gia làm tỳ kheo ni. Thì nhờ cái sự mà thức tỉnh, vượt qua được những cái luyến ái của đời nhiều kiếp. Chính vì chúng ta bị trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này là do cái luyến ái nó cột trói mình, mà cái sợi dây luyến ái này nó rất bền chặt. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta giảm thiểu những cái dính mắc, những cái luyến ái càng nhiều chừng nào thì mình sẽ càng bớt khổ đau. Mình dính mắc vào thân bằng quyến thuộc thì mình sẽ khổ đau vì thân bằng quyến thuộc. Mình dính mắc vào cái tài sản thì mình khổ đau về tài sản. Mình dính mắc về cái địa vị thì mình sẽ khổ đau về cái địa vị. Mình dính mắc về cái đời sống thế tục thế gian, phải tiện nghi vật chất thế này thế khác thì mình sẽ khổ đau về về cái tiện nghi vật chất. Đó, quý vị thấy những cái người mà bị nghiện thuốc lá thì sẽ khổ về thuốc lá, nghiện trà khổ về trà, nghiện mà bất cứ mình nghiện một cái gì nó cũng đem đến khổ đau á. Nhưng nếu mà mình nghiện về vấn đề mà tu tập học pháp hành pháp thì những cái này nó sẽ đem đến cái lợi ích an vui để mở mang trí tuệ, mở mang kiến thức, tìm hiểu về Phật pháp. Thì cái này á, có chúng ta khi mà chúng ta có hiểu biết thì chúng ta sẽ nỗ lực học pháp hành pháp thì nó sẽ đem cái lợi ích an vui. Thì vì biết là trong đời sống chúng ta bị những cái sự trói buộc, những cái pháp mà nó
nó có khả năng nó trói buộc chúng ta là gì? Là cái ái. Đó, giống như cái tâm tư của Đức Vua Bát Xa Na Đí đó, hay là bà Kisa Gotami đó, ha, là vì luyến ái thì nó sanh ra khổ đau, ha, đó, đến những cái người thân mình đó, rồi kia họ khi qua đời thì mình sẽ bấn loạn khổ đau, rồi cái gì, cái sự ngã mạn, ha, cái ngã mạn là chúng ta chấp lầm tôi. Tôi, con tôi, tài sản tôi, đủ thứ chuyện hết. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, không biết là quý vị còn nghe âm thanh được rõ không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn. Tại vì cái máy nó tự nhiên đường truyền nó bị trục trặc, không biết là nó có ảnh hưởng đến cái âm thanh không. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu. Tại vì cái tâm ngã mạn, cái gì mình cũng muốn là mình tôi cái nhà này của tôi, con cái là tôi phải săn sóc nó, thấy không? Từ hồi lúc nó còn nhỏ, mình chăm chút từ cái áo quần đến giấc ăn giấc ngủ, ha, rồi cái tâm ngã mạn mình á, nó dính mắt, đến khi mà nó lập gia đình, nó trưởng thành rồi, nhưng mà mình cũng theo cố và không có cho nó ra riêng, ở chung, rồi mình làm thức ăn, mình cứ nghĩ là như nó còn nhỏ rồi, mình làm thức ăn mình bắt nó phải ăn, nhưng mà nó lớn rồi hồi nó còn nhỏ thì mình làm sao nó ăn vậy, ha, chứ còn bây giờ nó lớn rồi, nó đi ăn nhà hàng rồi kia nọ, mấy cái món ăn mình làm nó đâu có thèm đâu, ha, nhưng mà mình cũng cố làm để cho con nó ăn này kia nọ, ha. Đó. Rồi thành ra chính vì đó cái sự khổ đau, thấy không? Đó. Ở đời nó xảy ra nhiều cái câu chuyện lắm, thấy không? Bà mẹ hồi xưa đó, nhà nghèo rồi đâu có gì ăn, bà mới hái những cái rau dại mọc ở xung quanh nhà, rau má rồi rau cằn cua rồi đó, cái trộn gỏi cho con ăn, làm chút giấm chua chua đó, chút đường vậy ha, rồi có ít lạc rang đậu phộng đó, rải vô, nhưng mà hồi đó nó còn nhỏ, nhà nghèo, nó ăn vậy mà nó khen ngon, rồi cái bà mẹ cứ nghĩ là bây giờ nó là giám đốc rồi, có nhà cao cửa rộng trên thành phố, nhưng mà cũng nghĩ là chắc con mình nó ở tỉnh, nó lâu lâu nó cũng thèm những cái món ăn mà hồi nhỏ mình làm cho nó ăn, cho nên là ráng làm từ dưới quê thằng đem lên trên thành phố cho con nó ăn. Nhưng mà sao? Bây giờ nó chán rồi, bây giờ nó là giám đốc, nó đi ăn nhà hàng bò bít tết rồi kia nọ rồi, cao sang rồi, mấy cái món ăn này nó đâu có thèm. Cái bắt đầu con dâu nó chê, nó quăng, nó bỏ, về buồn rầu, đổ bệnh, rồi nghĩ mình là mình chăm sóc, mình thương yêu, mình quý mến nó, mình làm cho nó mà nó chê, nó không ăn này kia nọ, rồi sanh ra đau khổ, không? Đó, thành ra đó,
cái mình phải biết à, khi mà nó còn nhỏ đó, nó còn nhỏ đó, nó là con của mình, nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, à, nó trưởng thành rồi, nó phải sống theo cái ý muốn của nó, chứ mình không thể mình đi theo mình chăm chút mà mình lo lắng cho nó hoài nha. Đó là chính vì cái sự ngã mạn, à, mình muốn lo cho người này, mình muốn lo cho người kia, à, phải như thế này, phải như thế khác, thành ra nó cũng sanh là đau khổ nha. Là do gì? Do cái ngã mạn mà cái tà kiến sai lầm, tà kiến sai lầm, à, mình nhìn là có, à, tôi là mẹ của nó mà, tôi là mẹ của nó là con của tôi, à, nó phải nghe lời tôi, à, tôi phải có bổn phận săn sóc nó, à, cho nên từ đó mà những cái mê lầm tà kiến này đó, nó đưa đến những cái lệch, mình nhìn cái pháp, các cái pháp nó sai lầm rồi, phiền não nó sanh khởi, à, cho nên nó dẫn tới những cái khổ đau, à, đó, cho nên là khi mà chúng ta có được những cái hiểu biết, những cái kiến thức trí tuệ, à, thì sao? Thì nó sẽ thanh lọc, nó sẽ làm lắng dịu bớt những cái phiền não, à, và từ đó đó, khi mà những cái ái luyến, những cái ảo mạn, những cái tà kiến mê lầm của chúng ta đó được đẩy lùi, phá vỡ, ha, nhiều chừng nào đó thì mình sẽ an ổn nhiều chừng ấy, ha. Bởi vì ngài Acharya, ngài có nói vậy, ha, bỏ được một chút thì hạnh phúc được một chút, bỏ được nhiều thì hạnh phúc được nhiều, ha. Bây giờ đó, trong đời sống mình dính mắc nhiều quá, à, bây giờ thử mình giảm bớt một cái, ha. Nào là tiện nghi vật chất, nào là y phục, nào là, à, tiền bạc địa vị gì đó, ha. Bây giờ nghĩ thôi kệ đó, à, y phục thì chỉ là che thân, kệ có gì mặc nấy, à, không có cầu kỳ, không phải mà đi sưu tầm, đi tìm kiếm mà, à, kiểu này ha, giải này giải khác, à, thì quý vị sẽ thấy giảm thiểu được cái khổ đau, ha. À, mấy người mà họ nghiện thuốc lá, mà nếu mà họ bỏ được cái nghiện thuốc thì sẽ khỏe khoắn được chút, ha. Mình không có lệ thuộc nó, à, mình phải chạy đi tìm, đi kiếm mua để sẵn, à, mà hãy ngay cái là phải đốt này kia nọ, ha. Đó, thành ra đó, trong đời sống á, mà bất cứ chúng ta giảm thiểu được dính mắc với những cái gì ở xung quanh, à, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái luyến ái, những cái khổ đau mà chúng ta, à, giảm chút ít thì mình giải thoát được chút ít, ha. Mình giảm được nhiều thì mình giải thoát được nhiều, à, cho đến khi mà nếu mà chúng ta nỗ lực tu tập, à, cho đến đạt đến thánh đạo thánh quả cao nhất là thánh vô lậu, tức là tất cả những cái gì mà luyến ái ở trong thế gian này mình đều đào bứng chặt rồi, những cái mê lầm tà kiến ngã mạn, à, đều từ đâu, đều là vô minh, à, chính vô minh và ái là nó nằm ở cái căn gốc của vòng quay sinh tử luân hồi này, à, mà khi mà chúng ta chặt đứt, đào bứng tận gốc rễ, à, của vô minh và ái, thì như vậy thì chúng ta sẽ chặt đứt được tất cả những cái triền phược, những cột trói
chúng ta vào cái vòng quay sanh tử luân hồi ở thế gian này, thì lúc đó là chúng ta mới giải thoát hoàn toàn. Cho nên ngài Acharya ngài nói bỏ được một chút thì hạnh phúc được một chút, bỏ được nhiều bỏ được hoàn toàn. Khi mà mình cố gắng nỗ lực tu tập tạo trữ giáo dung bồi trí tuệ để cái trí tuệ của mình nó trở nên nhạy bén, đủ sức để chặt đứt được hai cái pháp quan trọng nhất là liên ái hay là ái dục và vô minh, thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. Thì lúc đó đó là chúng ta đạt đến cái hạnh phúc hoàn toàn. Cho nên là chúng ta cần phải học hỏi, rồi chúng ta suy tư về những cái điều mà Đức Phật thường dạy. Thì quý vị thường xuyên cũng học ở trong Pháp Quốc Kinh Đức dạy dục ái sinh ưu tư, dục ái sanh sợ hãi. Ai giải thoát dục ái không ưu tư, không sợ hãi. Tham ái sinh ưu tư, tham ái sanh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không ưu tư, không sợ hãi. Hai câu Pháp Quốc Kinh số 215 với 216. Thì chúng ta cũng có học, mình cũng học rồi mình đọc rồi phân tích rồi cái nọ cũng lắng nghe những cái tích chuyện, nhưng mà sao mình chưa có suy tư, chưa có tìm hiểu về cái lời dạy của Đức Phật để mà mình áp dụng vào trong đời sống. Mình học thì mình cũng học đó, nhưng mà cái phiền não khổ đau mình cũng còn, tại vì mình chưa áp dụng. Bây giờ cái người thân của mình đi trong việc, thí dụ ta nói đi công chuyện 3 giờ về mà tới 5 giờ mà chưa về là bắt đầu ở nhà mình là cái tâm mình nó bồi hồi, nó lo lắng rồi đó. Trời ơi, nói 3 giờ về mà không biết, bây giờ tới 5 giờ rồi mà chưa về, biết đi đâu vậy đó, đi đâu mà đi dữ vậy ha. Đó, tại sao? Tại vì mình khi mà cái tâm mình luyến ái đó, thì bắt đầu mình lo sợ, lo sợ biết có cái chuyện gì xảy ra không, đường xá xe cộ rồi kia nọ biết có vấn đề gì không, cái bắt đầu cái tâm mình nó dẻ dời ra. Mình mỗi ngày mình đọc báo tin tức ở trên truyền thông rồi kia nọ xảy ra nhiều cái vấn đề tai nạn kia nọ, cái bắt đầu cái tâm mình đã bắt đầu nó bồi hồi lo lắng lo sợ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà có một cái sự kiện gì đó đột xuất cái người này phải giải quyết, thành ra ta về trễ chút, thấy không? Nhưng mà vì cái tâm luyến ái thành ra mình bất an dao động lo sợ đó. Còn đối với những cái bậc thánh khi mà người ta đã giải thoát ra rồi thì đâu còn luyến ái, bởi vì các ngài đã đạo bứng tận gốc rễ rồi, thành ra cái sự khổ đau nó không còn. Ở trong đời sống mình chấp thủ dính mắt, ví dụ bây giờ cái món ăn này nó phải đầy đủ như thế này, các cái gia vị là phải như thế này, rồi phải ướp nó như thế này, rồi phải nấu như thế này, nó đầy đủ hết vậy đó, ăn nó mới ngon. Đó, thì khi mà chúng ta dính mắt vào cái những cái món ăn thì chúng ta sẽ cực khổ đau khổ về cái sự ăn. Còn mình đó, ôi ăn qua lo để sống qua ngày mà.
kệ, có gì ăn cũng được nè, thì mình sẽ không cực khổ. Còn hả mà mình muốn, trời ơi, không ai nấu ăn vừa miệng tôi á, tôi phải nấu tôi ăn mới ngon, thì mình cực, mình phải lăn vào bếp nè, mình phải đi chợ sắm nấu nướng rồi này kia nọ. Còn cái người mà họ không có dính mắc á, kệ, ai cho gì ăn nấy, ai làm sao ăn vậy, không khen không chê thì không khỏe, thấy không? Thành ra đó, trong đời sống chúng ta phải thực hành, mặc dù chúng ta có học, chúng ta cũng có hiểu biết, nhưng mà chúng ta chưa có áp dụng vào trong cái đời sống, cho nên trời ơi, con cũng học dữ lắm chứ, con cũng hành thiền dữ lắm chứ, mà sao con cũng thấy con cũng bị phiền não rồi đó, nó tấn công, nó chi phối đủ thứ hết. Tại vì cái sự học của mình á, nó còn cạn cợt quá, mình chưa có áp dụng vào cái sự suy tư, rồi mình chưa áp dụng vào cái sự thực hành, cho nên á là nó chỉ là cái trí văn mà thôi, thấy không? Đó, cho nên á là chúng ta học rồi chúng ta phải suy tư, rồi chúng ta thực hành để làm giảm thiểu cái luyến ái, những cái tham muốn, những cái dính mắc ở thế gian. Thì khi mà chúng ta càng giảm thiểu, càng từ bỏ, thì chúng ta sẽ được an ổn. Cho nên là cái sự học của mình á, thì mình phải cố gắng rồi suy tư, rồi thực hành, thì sẽ đem đến cái lợi ích an vui, giảm thiểu bớt những cái khổ đau. Còn nếu mà chúng ta còn dính mắc càng nhiều, thì khổ đau sẽ càng nhiều. Cho nên chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy, luyến ái sinh ưu tư, luyến ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát luyến ái, không ưu không sợ hãi. Đó. Cho nên trong đời sống chúng ta muốn biết cái sự học, cái sự thực hành của mình cỡ nào, thì mình phản tỉnh, mình xem xét là hồi đó mình dính mắc với cái này. Bây giờ mình có giải thoát được chút nào không? Thì để mình thấy được, để mình nỗ lực, mình áp dụng, thì sẽ đem đến cái đời sống nó tốt đẹp, an lạc. Còn nếu mà mình học mà mình hiểu biết với cái trí văn thôi, mình không suy tư, mình không thực hành, mình không phản tỉnh xem xét, thì cái sự học của mình nó còn cạn cợt, và chúng ta sẽ còn khổ đau. Bởi vì những cái phiền não của mình á, mình chưa có giảm thiểu, chưa có thoát ra được cái mãnh lực của nó, mình còn bị nó cột trói, thì như vậy á, thì chúng ta sẽ còn khổ đau. Mà không phải chỉ khổ đau trong một kiếp sống thôi, mà nếu trong hiện tại này chúng ta không giải thoát được, không giảm thiểu được những cái phiền não khổ đau, những cái dính mắc mê lầm tà kiến, thì nó còn sẽ đeo bám theo chúng ta trong nhiều kiếp sống. Thì qua cái bài học ngày hôm nay về cái câu số 2, tổ mẫu, là do cái nguyên nhân tổ mẫu của Đức Vua đã qua đời, và với cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta cũng phải nhớ
để mà chúng ta thoát ra ha. Mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp lên thiên giới. Cho vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau công đức, cho đời sau làm hậu cứ cho người, cho đời ha. Đó, thành ra khi chúng ta học á thì chúng ta phải suy tư về cái lời dạy của Đức Phật ha. Cái sự chết này của tất cả chúng sanh ở trong tam giới này không có riêng ai ha. Đó, không phải chỉ người thân của mình không, không phải là chỉ bản thân của mình không, mà tất cả ha. giống như cái đồ gốm ha, đồ thủy tinh nha. À, tất nhiên là nó sẽ bể à, chắc chắn là như vậy, không có cái nào mà nó trường tồn mãi mãi ha. À, nhưng mà nhanh chậm à, mau lẹ hay là à, lâu bền gì đó là do cái duyên nghiệp của mỗi cái thôi à, chứ chắc chắn là nó sẽ đi đến cái chỗ tiêu hoại, không tránh khỏi. À, khi biết vậy đó thì đối với sự mất mát à, của thân bằng người thuộc, tài sản hay là cái sức khỏe à, ngay chính bản thân chúng ta đó à, chúng ta cũng sẽ hiểu biết như vậy, chúng ta chấp nhận à, chấp nhận về cái định luật tự nhiên à, với trí tuệ à, chúng ta sống thuận pháp, tùy pháp à, thì sẽ đem đến sự an ổn à, để mà tránh khỏi những cái à, dính mắc khổ đau ở trong thế gian này. Và chính nhờ đó à, chúng ta giảm thiểu những cái à, luyến ái, những cái phiền não à, ngay trong cái đời sống này chúng ta sẽ được an ổn. Và nhờ đó à, nó sẽ là những cái nền tảng căn bản để cho những cái kiếp sống tương lai à, chúng ta có sự thăng hoa hơn trong cái vấn đề tu tập à, tốt đẹp à. Còn nếu ngay trong đời sống này mà chúng ta không có cố gắng à, sửa đổi thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục khổ đau à. Ai thì cũng phải ra đi, ai rồi cũng phải đến cái điểm tận cùng à, ai rồi cũng phải chết. Nhưng điều quan trọng là khi mà từ giã cái thế gian này đó thì chúng ta đem theo được gì à, chúng ta từ bỏ được phiền não à, chúng ta đem theo trí tuệ à, chúng ta đem theo những cái thiện nghiệp, những cái phước báo mà chúng ta tạo trữ, thì như vậy sẽ đi đến những cái nơi an vui à, thì đó là cái lời dạy của Đức Phật à, thì sư cũng tìm hiểu và có chút ít những cái kiến thức à, để chia sẻ à, đến à, quý vị để quý có sự hiểu biết và nỗ lực thực hành à, với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức à, cầu mong các ngài pháp thể căn an, chúc tất cả quý tu nữ, quý phật tử nhiều sức khỏe an vui à, cố gắng nỗ lực thực hành theo lời dạy Đức Phật để giảm thiểu những cái dính mắc, những cái luyến ái à, trong đời sống thì sẽ giảm thiểu được những cái khổ đau à, cầu mong chư thiên ở xung quanh nơi đây cũng như xung quanh các chùa cũng như xung quanh nơi tư gia của quý phật tử hoan hỷ với phước báo. À, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch quả à, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay à, xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, chúng con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay để chúng con có được nhiều sự vui sự lợi ích dài lâu. Còn kính thỉnh ngài ngồi uống nước chờ câu hỏi thảo luận của đạo tràng, mong ngài từ bi chỉ dạy thêm cho chúng con. Dạ, con xin được dâng mic đến đạo tràng, kính mời bàn tay thảo luận của đạo tràng về bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được dâng mic đến đạo tràng. Con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng đặt câu hỏi để mà thảo luận về đề tài ngày hôm nay, để cho thượng tọa Pháp Thanh sẽ chia sẻ thêm cho chúng ta có thêm nhiều sự lợi ích và có nhiều sự học hỏi ạ. Dạ, con xin phép trong lúc đạo tràng chưa có câu hỏi thì con xin phép được hỏi một câu thắc mắc như vậy, mong ngài chỉ dạy thêm cho con ạ. Dạ, kính bạch ngài, đạo làm con hay là đạo vợ chồng hay là tình mẫu tử thì thường thường thì cái sự luyến ái và sự sống cho nó phải đạo, thưa sư, thì mình nói làm sao cho nó đúng, bởi vì là có những, tất nhiên là tình thương của mẫu tử với con cái hay là từ của con cái đối với tình mẫu tử thì cũng thường thường là có sự luyến ái ở trong đó, nhưng cũng một phần thì cũng sống cho nó phải lễ đạo. Con thấy có những người họ nói những cái câu rất là bạc bẽo, ví dụ như là ba mẹ già chuẩn bị thì cũng mất, cũng già lắm rồi, thì có nói thì họ nói rằng là ui, già thì chết có cái gì đâu mà phải nghĩ, chết thì thôi đó. Họ thường nói với ba mẹ những cái câu như vậy. Thì như thế thì nếu mà nói đến cái vấn đề sự dính mắc hay là cái sự bạc bẽo ở đây thì nó, nếu mà nói cho phải đạo thưa sư thì mình nên nghĩ như thế nào? Bởi vì là có rất là nhiều người con họ cứ dựa vào già thì phải chết, rồi họ như kiểu họ cũng không có quan trọng cái chuyện ba mẹ mất đi á. Nhưng mà có những người thì ba mẹ mất thì họ cũng lại rất là thương tiếc và đau khổ. Còn có những người thì người ta cũng biết là cái việc này nó không thể nào tránh được, nhưng mà người ta cũng vẫn có cái sự tôn kính và vẫn có cái sự luyến tiếc. Và nhất là trong cái cuộc sống đạo làm con đó, thưa sư, thì thường thường là vẫn mong muốn là ba mẹ sống mãi với chúng ta, nhưng mà quy luật vô thường thì không thể níu được. Con xin kính bạch sư, con dâng mic đến sư để sư chỉ dạy thêm cho chúng con về cái vấn đề đạo đức xã hội và cái vấn đề tình ái, cái vấn đề gọi là không dính mắc ở đây, như ba cái chuyện này nó như thế nào để mà hiểu cho nó đúng ạ. Dạ, con xin kính dâng mắt đến ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Thầy ạ. Thì chúng ta làm tròn bổn phận. Chúng ta làm tròn bổn phận, nhưng mà mình làm trong cái điều kiện khả năng của mình, chứ mình không có làm gì cái tầm dính mắc luyến ái. Hai cái nó khác nhau. Ví dụ như giờ bổn phận làm con, bổn phận làm con thì chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ. Chúng ta cha mẹ còn hiện tiền thì chúng ta phụng dưỡng về cơm nước, cha mẹ bệnh hoạn thì chúng ta
phải dùng thuốc men ha, đưa đến bệnh viện những cái điều kiện để cho cha mẹ trị bệnh một cách tốt đẹp ha. Rồi mình phải khuyến khích cha mẹ làm những cái điều lành, điều thiện ha. Đó đó thì mình làm như vậy á, là mình làm cái bằng cái bổn phận trách nhiệm của mình khi mà cha mẹ còn hiện tiền. Rồi khi mà cha mẹ qua đời thì mình cũng làm cho nó tươm tất, rồi mình phước, mình hồi hướng đến cho cha mẹ. Còn trong cái điều kiện khả năng của mình làm hết hết mức để đâu, để như là cái tiếng thế gian nó khổ lắm. Ở đời người ta cứ phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, không? Rồi chính ta, chính vì cái tác động của xã hội, của thế gian mà nó cứ làm cho mình khổ đau, không? Còn nếu mà những người mà họ vô tâm quá, họ dựng chân thì cũng không phải. Cho nên là chúng ta làm những cái gì mình xét thấy mình cần phải làm trong cái điều kiện khả năng của mình thì mình làm, cố gắng mình làm để cho cha mẹ có được cái sự an ổn là tốt đẹp. Mình sống đúng pháp, mình sống đúng pháp thì nó sẽ được an ổn. Còn cái chuyện thế gian ta chê rách, ta nói thế này thế nọ thì cái đó là cái quyền của người ta, không? Nhưng mà Đức Phật có nói ở trên thế gian này có hai hạng người khó tìm, là người biết tri ân và tìm cách để báo ân, không? Chúng ta có được cái đời sống này, trong thế gian này chúng ta có được an ổn, có trí tuệ, có hiểu biết, có điều kiện địa vị đó, thì cũng gì nhờ có công ơn của cha mẹ đã hy sinh sanh thành dưỡng dục chúng ta từ nhỏ tạo những cái điều kiện tốt đẹp nhất. Bây giờ bổn phận đó thì mình phải báo đáp cái công ơn này trong cái điều kiện khả năng của mình. Mình làm hết để cho cha mẹ được an ổn nha. Nhưng mà đó cũng có nhiều những cái người là cha mẹ cũng biết nghĩ đến cho con cái, không? Thì sư có biết một cái bà này đó. Bà này thì bà cũng chưa lớn tuổi lắm nha. Nhưng mà bà bị bệnh gọi là ung thư máu đó. Mà cái thời điểm năm 90 chín mấy đó, thì cái lúc đó cái y học nó cũng chưa có tiến bộ lắm. Ở Việt Nam mình chưa có trị bệnh được. Thì bà mới có quen một số người đã đi ra nước ngoài ở bên Mỹ. Thì người ta nói là ở bên Mỹ giờ nó trị được rồi. Nhưng mà cái tiền cũng khá cao đó. Lúc đó là khoảng gọi là 2 tỷ tiền Việt Nam. 2 tỷ tiền Việt Nam ở thời điểm mà năm 90 chín mấy là nó cũng lớn gì lắm Đó. Nếu mà bà bán đất bán đai hết tài sản thì nó cũng đủ. Tại vì bà này là cũng một vị cũng có tiền của cũng khá nhiều ha. Mấy chục hecta cà phê, mấy chục hecta cao su, mà nếu mà bà bán hết cái vườn đất đó ha, thì cũng có khả năng gom góp đủ 2 tỷ để mà trị bệnh á. Nhưng mà bà mới suy nghĩ bây giờ á, không biết là 2 tỷ mà nó chắc chắn là hết bệnh không? Đó. Rồi bây giờ
là cả gia đình á, thì sống nhờ cái quyền lợi từ từ cái vườn cà phê rồi cao su rồi cái nọ, mà giờ bán hết rồi, rồi mình hết bệnh á, rồi lấy gì sống? À, con cái nó vất vả, không có nơi chốn, không có tài sản rồi kia, nó khổ. À, thành ra bà nói thôi kệ nó, à ở Việt Nam trị được tới đâu hay tới đó, còn nếu mà không thì thôi. Chứ giờ mà mình vì bản thân mình, à, mình vì bản thân mình mà mình bỏ cả gia đình thì cũng không phải, thấy không? Đó, thành ra mình cũng phải biết cái bổn phận của mình. À, làm con thì mình cũng phải phụng dưỡng lo cho cha mẹ, nhưng mà là cha mẹ thì cũng phải nghĩ cho con cái. À, thì như vậy á, thì như vậy nó sẽ an ổn hài hòa. À, còn với những người á, họ vô tình, không? Có những chúng sanh họ không có biết tri ân. À, họ nghĩ là cha mẹ sanh mình ra là phải có bổn phận để lo cho mình thôi. À, họ chỉ biết là mọi người phải lo cho họ chứ họ không có lo cho ai hết. À, thì những chúng sanh này đó là thiếu đi cái tính mà biết ơn và tri ân. Mà cái chúng sanh ở trong thế gian này là nhiều lắm. À, cái loại mà những chúng sanh mà sống vô tình, không có tri ân báo ơn thì nó rất là nhiều. Mà những người mà chúng ta biết bổn phận của mình, mình biết tri ân và tìm cách mình báo ơn thì rất là ít. À, cho nên á, thì cái chuyện đó thì của mỗi chúng sanh thôi. À, có nhiều khi mà bây giờ mình, những cái người mà họ sống vô tình như vậy đó, mà nếu mà nhiều khi mình khuyên ngăn thì nó khó lòng rồi, nó còn không ấy nữa. À, thành ra mình ráng lo cái bổn phận chính bản thân mình. À, nhưng mà mình không có quá ít mắt liên ái. Thì bây giờ á, cái bổn phận của mình làm xong rồi. À, à, cha mẹ khỏe mạnh là mình phụng dưỡng cơm nước đầy đủ các cái điều kiện. Ha, cha mẹ ốm đau bệnh tật, mình tìm những cái bệnh viện, những cái phương pháp, những cái y thuật, những cái thuốc men tốt nhất. Nhưng mà bây giờ á, đến cái duyên nghiệp nó đến thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi. Ha, đó, thì khi mình như vậy đó thì cha mẹ dù có ra đi chăng nữa mình cũng không có đau khổ quá mức, không? Đó, còn nếu mà mình với cái tâm mà luyến ái quá mạnh, thì mình sẽ khổ đau, không? Còn mình nghĩ là bây giờ cái bổn phận khả năng của mình á, mình đã làm hết mức rồi, nhưng mà do cái duyên nghiệp, bây giờ cha mẹ đến cái lúc cái tuổi thọ nó chấm dứt, thì mình phải chấp nhận cái sự kiện này, mình chấp nhận cái quy luật của tam tướng, chấp nhận cái quy luật định luật của nghiệp báo, thì như vậy á mình sẽ không có đau khổ. Cho nên nếu mà chúng ta sống với trí tuệ, thì chúng ta sẽ làm tròn bổn phận, những việc gì mình cần phải làm. Thì khi mà thân bằng quyến thuộc mình ra đi á, mình sẽ không có đau khổ. Đó, thành ra quý vị thấy là trong cái người mà chết rồi đó, tập thể y bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng vì tuổi cao sức yếu, thì bây giờ cũng đâu làm gì được. Quý vị thấy rằng có nhiều khi những cái ông tiến sĩ về y khoa, bản thân ông là tiến sĩ về y khoa rồi cái đó, nhưng mà rồi sao mấy ông cũng phải chết chứ, mấy ông đâu phải là sống hoài được,
Đó, thành ra chúng ta giữ cái con đường trung đạo, chúng ta thực hành theo lời Đức Phật dạy, chúng ta làm tròn cái bổn phận làm con, rồi chúng ta làm với trí tuệ hiểu biết những cái gì mà mình cần phải làm, và chúng ta làm với cái tâm không có dính mắc liên ái, thì như vậy thì sẽ không có đau khổ, không? Còn nếu mình sống mà bạc bẽo mà rồi mình tri ân, mình không biết báo ân thì sao? Thì những cái chúng sanh đó là bị sang họ chê trách. Thành ra đó, mà cũng do cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh đó. Thành ra đó, khi mà mình gặp những cái người đó thì thôi, mình cũng đừng có nói khuyên nhủ gì đó, nó không có được lợi ích gì đâu, mà nó sanh thêm phiền não nữa. Tại vì những chúng sanh mê lầm, những chúng sanh đó thì họ không có thể mà có sự hiểu biết, rồi họ nghe lời mà khuyên nhủ rồi kia họ, thì nó thêm rắc rối mất công thêm thôi. Thành ra đó, trong đời sống, chúng ta làm đầy đủ phận của mình với trí tuệ trong điều kiện khả năng, rồi khi mà những cái pháp nó diễn biến thì mình cũng phải biết để chấp nhận những cái định luật của tam tướng, định luật của nghiệp báo, thì như vậy thì chúng ta sẽ không có khổ đau. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Pháp Nguồn Lao Cai, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nắm mũ ta ra. Dạ, sao thưa sư thú, con xin kính tri ân lời chỉ dạy của Ngài ạ. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi của bạn Nhung Phạm. Thưa Ngài, biết rằng ái luyến sinh ra sở ưu và sợ hãi, xin Ngài cho con hỏi chúng con phải làm gì để giảm thiểu sự luyến ái. Mặc dù có hiểu bản chất ai cũng già bệnh chết, nhưng khi gặp sự thì lại đau khổ không vượt qua được. Dạ, con kính dâng mic lên Ngài để Ngài chia sẻ câu hỏi của bạn Nhung Phạm. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì các cái pháp á, nó vận hành, nó có nhân, có nhân, cho nên có nhân thì mới sinh ra quả ha. Mà cái đối trị với cái luyến ái là cái gì? Là cái trí tuệ ha. Nhờ có cái hiểu biết, cái trí tuệ thì chúng ta có sự thực hành ha. Vì như hồi nãy sư nói, gốc của cái khổ đau này là gì? Trong cái dòng 12 nhân duyên ấy, thì cái căn gốc của khổ đau là vô minh và ái ha. Thì cái vô minh và ái này nó gọi là vô dục lậu, dục lậu chính là ái đó, vô minh lậu là si mê, nó là căn cội nguồn gốc của cái dòng quay 12 nhân duyên, mà cái dục lậu vô minh lậu này là nó tiềm miên, nó ngủ ngầm, nó là căn cội của cái khổ đau trong đời sống này, ha. Chính vì những cái luyến ái ở trong cái đời sống quá khứ đó, ha, những cái vô minh ở trong đời sống quá khứ, cho nên là chúng ta mới làm những cái việc sai lầm. Thành ra nói sao? Vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành. Vì mình mới lầm
mình mới mới làm những cái hành động thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp sải quá ấy, cho nên nó đưa đến cái quả. Chính cái quả này nó mới dẫn dắt mình đi tái sanh. Còn nếu mà mình biết chúng ta làm những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện lành tốt đẹp thì sẽ đi đến an vui. Cho nên vô minh duyên hành ha. Mà chính vì cái vô minh từ quá khứ đó, nó mới đến đưa đến vô minh trong hiện tại. Rồi cũng vậy, cái dục lậu hay là cái tham ái đó là cái nó tìm miên, nó ngủ ngầm ha. Cho đến khi mà nó gặp được những cái đối tượng mà thích ý vừa lòng á, bắt đầu nó nhảy ra. Nó dậy nhảy ra. Nó bám níu, nó đều bám dính mắc với cái đối tượng. Cho nên nó mới sanh ra khổ đau ha. Thành ra đó là nó cái mình phải hiểu các cái pháp nó có nhân có quả như vậy đó. Rồi chính vì những cái nhân từ quá khứ cho nên nó cho quả trong hiện tại này. Thì bây giờ á, cái những cái nhân mà mình đã gieo từ quá khứ mình không thể sửa đổi được, nhưng mà mình phải sửa đổi từ ngay cái đời sống hiện tại này. Nếu mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta may mắn chúng ta gặp được cái chánh pháp, thì mình phải đầu là cái đức tin. Mình tin vào cái lời dạy của Đức Phật, tin vào Tam Bảo, tin vào cái định luật nghiệp báo của mỗi chúng sanh. Thì khi mà chúng ta khởi lên một cái niềm tin chân chánh rồi đó, thì bắt đầu nó sẽ dẫn dắt mình đi. Mình sẽ có sự nỗ lực để mình hỏi, mình lắng nghe, mình ghi nhớ, mình gần gũi chư tăng, mình học pháp, mình tìm hiểu Phật pháp. Đó. Nếu mà mình không có cái niềm tin, mình không mạnh mẽ đó, thì không có tinh tấn đâu. Khi mà mình gặp trở ngại gì chút xíu đó, là bắt đầu mình bỏ dở. Ví dụ như bây giờ mình học, mà nếu mà mình thấy gì chút thôi để mai học. Bây giờ mình thực hành rồi, cái này khó chịu con người quá, thôi để mai hành đó. Thành ra chính nhờ có cái đức tin mình, mặc dù là mình còn phàm nhân chứ mình chưa phải là thánh gì hết á, nhưng mà mình tin mạnh mẽ vào Tam Bảo và cái sự thực hành những cái điều tốt đẹp, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích an vui trong cái đời sống hiện tại này. Cho nên từ đó mà chúng ta nỗ lực để chúng ta thực hành. Rồi là khi mà chúng ta có được sự hiểu biết rồi đó, thì mình sống gì? Mình sống mình phải ghi nhận tất cả những cái gì nó xảy ra xung quanh mình. Tức là phải có niệm. Phải có niệm. Mà cái niệm này á, nó không thể đi riêng một mình. Cái niệm này nó phải có trí tuệ. Rồi khi mà nhờ có cái niệm mà nó mạnh rồi đó, cái tâm mình nó định tĩnh sáng suốt, thì lúc đó nó sẽ là cái gì, nó lại dung bồi cái trí tuệ của mình càng mạnh mẽ hơn. Mà khi mà chúng ta cái trí tuệ của mình càng mạnh mẽ đó, thì mình sẽ rời xa được những cái phiền não khổ đau. Hả mà minh sanh thì vô minh diệt. Hả mà minh sanh thì vô minh diệt. Mà khi mà minh sanh á, thì chúng ta làm những cái công việc với trí tuệ, chúng ta làm những cái công việc nó đúng pháp, nó hợp lẽ, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích an vui. Rồi chúng ta dung bồi, dung bồi các cái pháp, các cái pháp để mà nó đấu trị. Ví dụ như chúng ta muốn
giảm thiểu được những cái phiền não khổ đau, thì chúng ta phải tu tập thiền định, thiền tuệ. Thiền định làm nền tảng để phát triển cái thiền tuệ của mình. Mà chỉ có cái năng lực của tuệ giác nó sẽ giúp chúng ta đối trị, khắc chế những cái phiền não khổ đau. Khi mà chúng ta sống có trí tuệ mạnh mẽ thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái liên ái. Mà giảm thiểu được liên ái thì ít sân hận. Mà khi mà ái sân hận nó được giảm thiểu nhờ gì? Nhờ rồi nó hành, nó tương quan nha. Nhân quả hả, mà có nhân thì chắc chắn phải có quả. Mà chúng ta càng phải dung bồi những cái nhân thiện, những cái phước báo, thì sao nó sẽ đẩy lùi. Chúng ta càng tạo trữ các pháp để dung bồi trí tuệ nhiều chừng nào thì sẽ đẩy lùi những cái phiền não khổ đau đó. Cho nên là chúng ta trong đời sống này, Đức Phật nói là chúng ta phải từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng, là từ trong những cái mê lầm, luyến ái, si mê, chấp thủ, chúng ta lần hồi, chúng ta đi theo ánh sáng trí tuệ để dung bồi các cái thiện pháp. Mà khi mà cái trí tuệ, các cái thiện pháp chúng ta thực hành nỗ lực, nó càng mạnh mẽ chừng nào đó, thì những cái phiền não khổ đau nó sẽ giảm thiểu. Đó, cho nên á là cái thiền thì nó là cái pháp đối nghịch để thiêu đốt các cái phiền não, thiền để dung bồi trí tuệ, để phát triển trí tuệ. Khi mà chúng ta thực hành trong pháp của kinh, ai mà hành thiền thì trí tuệ sanh, không thiền thì trí tuệ diệt, mà trí tuệ diệt thì đồng nghĩa vô minh sanh. Đó, thành ra chúng ta phải dung bồi các cái pháp đối trị để lần hồi chúng ta thoát khỏi ra những cái sự khống chế, cái sự thiêu đốt, trói buộc của phiền não đó. Cho nên là luôn luôn nó có những cái pháp để mà đối trị với khổ đau. Thành ra quý vị mới thấy cái tính chất của pháp bảo là gì. Cái tính chất của pháp bảo á, nó là cái phương linh dược hiệu quả để trị tâm bệnh. Mình bệnh chỗ nào thì mình phải uống thuốc mình trị ngay chỗ đó, thấy không? Cái phiền não là tự ở trong cái nội tâm chúng ta. Phiền não là do vô minh và ái nó sanh khởi. Bây giờ mình trị chỗ khác thì nó đâu có hiệu quả. Cho nên là chúng ta phải đối trị nó bằng gì? Đối trị bằng trí tuệ. Trí tuệ. Quý vị thấy rằng tất cả 12 cái tâm bất thiện đều có cái si nó nằm phía sau, nó ẩn tàng, nó thúc đẩy. Thành ra là tất cả các cái thiện pháp thì phải có dẫn dắt của trí tuệ. Cho nên chúng ta phải dung bồi trưởng dưỡng các cái pháp mà dung bồi cái trí tuệ của mình mỗi lúc nó mẻ. Thì như vậy nó sẽ có khả năng khắc chế các cái phiền não khổ đau. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta có một
niềm tin chắc chắn vào chánh pháp, rồi chúng ta phải có sự nỗ lực học hỏi ha, rồi thực hành ha, thì sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp trong cái đời sống hiện tại này. Mà nếu mà cái trong cái đời sống hiện tại này á, chúng ta có sự cố gắng nỗ lực, thì chính những cái điều kiện tốt đẹp, những cái thiện pháp, những cái chủng tử tốt lành này, nó sẽ càng mạnh mẽ dung bồi trong những cái kiếp sống tương lai, không? Cho nên á, có nhiều người nói thì sao mà tôi cũng muốn học lắm mà tôi học cũng được, tôi cũng muốn hành dữ lắm mà là hành cũng được. Tại vì từ quá khứ mình không có chịu nỗ lực tạo những pháp, mình không chịu nỗ lực tạo những cái nhân duyên, không? Còn khi mà ngay cái đời sống hiện tại này mình có sự cố gắng nỗ lực gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, thì những cái chủng tử tốt đẹp này chính là nhân, là duyên, trong những kiếp sống tương lai nó mới cho cái quả. Khi mà nhân duyên nó đầy đủ thì quý vị muốn học cũng có một cái điều kiện thuận lợi tốt đẹp, quý vị muốn hành thực hành các cái thiện pháp cũng có điều kiện nha. Còn bây giờ mình muốn bố thí mà mình nghèo quá, sao mình đi cúng dường bố thí được ha? Mình muốn làm công quả gì đó nhưng mà giờ bệnh tật đủ thứ chuyện hết, sao mình làm nha? Đó, mình muốn học nhưng mà bây giờ cái trí tuệ mình kém cỏi quá nha, mình học hoài mà học cũng vô ha. Mình muốn hành thiền dữ lắm mà các cái chướng ngại ấy cản trở, nào công việc rồi thời tiết rồi bệnh tật rồi đủ thứ chuyện hết ha. Cho nên á, ngay cái đời sống hiện tại này, nếu chúng ta muốn chúng ta sửa đổi những cái điều kiện mà nó không thích hợp trong cái đời sống này, chúng ta phải đối trị nha. Bởi vì ngay kiếp sống này là mình đang hưởng quả, nha. Đó, bây giờ mình muốn sửa đổi, nha. Bây giờ mình ăn cái lúa hiện tại này, cái gạo này nó thô nó cứng nha. Nhưng mà bây giờ mình muốn mai mốt mình có lúa thơm, gạo dẻo mình ăn, thì giờ mình phải đi kiếm những cái giống gạo thơm, gạo dẻo để mình gieo, nghe không? Đó. Chứ bây giờ cái gạo mà thô cứng này á thì mình đâu sửa được ha. Đó, cho nên á là chúng ta phải sửa đổi ngay từ cái đời sống này. Chính cái sự thực hành trong đời sống này, chúng ta gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp để nó là nhân ha. Nó là nhân trong cái đời sống hiện tại này, nó sẽ là duyên cho quả trong những kiếp sống tương lai đó. Bây giờ mình khổ đau là do vô minh ái dục ha. Bây giờ mình phải có những pháp để mình đấu trị nó để mà đem đến cái đời sống an vui đó. Cho nên cái sự học sự thực hành các cái thiện pháp này đó, nó sẽ nâng đỡ, nó sẽ đi theo chúng ta nó sẽ là nơi nương nhờ đó. Trong cái hồi nãy cái phần kết luận Đức Phật cũng có dạy đó, các cái thiện pháp này nó sẽ là nơi nương nhờ, nó là hậu cứ nha, nó là hậu cứ cho những cái đời sống tương lai đó. Chính vì vậy mà chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết thì chúng ta muốn sửa đổi chúng ta muốn từ chỗ tối đi đến chỗ sáng thì chúng ta phải nỗ lực thực hành dung bồi trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta có may mắn đang từ chỗ sáng rồi, điều kiện tốt đẹp về đời sống, rồi sức khỏe đầy đủ, mình cũng có trí tuệ chính đây là những cái nhân mà mình đã tạo trữ. Bây giờ mình đang ở được cái chỗ sáng rồi đó, thì phải ráng cố gắng nỗ lực dung bồi để đi đến cái chỗ sáng hơn thì như vậy
cái đời sống của chúng ta càng ngày càng được thăng hoa, an ổn, tốt đẹp, thì chúng ta sẽ đi đến những cái đời sống được tốt đẹp, hạnh phúc cao thượng hơn trong những kiếp sống tương lai. Thì chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Và bây giờ thì xin giải thích cái thắc mắc của hành pháp. Tức là cái thiền định á, thiền định chứ không phải thiền định nha. Thiền định á là chúng ta dùng những cái đối tượng chế định của thế gian, và chúng ta dán áp cái tâm mình trên cái đối tượng này, để lúc đó đó cái sức mạnh của định á, sức mạnh của định á, nó có cái khả năng là khắc chế được cái phiền não. Ví dụ bây giờ chúng ta dùng cái đề mục đích cái gì mà thực tập thiền định á, dùng cái đề mục đất, lấy đất rồi làm cho sạch ha, rồi để cách xa, rồi chăm chú vô, mắt mình nhìn chăm chú vô cái ca si ná, cái đề mục đó mình niệm đất, niệm hoài đó, niệm thật là mạnh, thật là khăng khít, hay là gọi là cái tâm mình dán áp trên cái đối tượng đó, không nghĩ gì tất cả những xung quanh nữa, mình chỉ dán áp mạnh mẽ vô trong cái đối tượng đó thôi, đó, nhờ các cái chi thiền, nhờ có các chi thiền tầm tứ hỷ lạc định á, khi mà cái tâm mình nó định mạnh á, thì những chi thiền này nó đối trị với các cái phiền não mà nó không cho phiền não sanh khởi ha. Thì như vậy đó là cái thiền định này đó là nó tạm thời khắc chế các cái phiền não. Rồi thiền tuệ á, tuệ là sao? Thiền tuệ là nó khác một chút với cái thiền định. Thiền tuệ là chúng ta dùng những cái lúc đầu đó, là chúng ta dùng những cái đối tượng tục đế. Ví dụ như bây giờ á, mình dùng cái thở vô thở ra. Khi mình ngồi á, mình niệm thở vô thở ra, thở vô thở ra, hoặc là phòng sợp. Thì những cái danh từ này đó nó còn nương vào tục đế, hoặc là khi mình đi kinh hành mình niệm mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, lúc đầu đó thì mình phải dùng cái nền tảng là những cái đối tượng là tục đế, rồi sau lần hồi á mình phải vượt qua. Mình vượt qua, mình không còn bám trên cái đối tượng là tục đế nữa, mà mình nhìn vào cái sự vận hành của tứ đại. Thấy không? Ví dụ như bây giờ á, cái gió là nó luôn luôn nó di chuyển. Chính vì cái di chuyển này nó tạo ra cái chuyển động. Thành ra lúc đầu là mình niệm thở vô thở ra là cái đó nó còn nước tục đế nhưng mà khi mà mình biết, mình ghi nhận, mình biết có một cái sự chuyển động nó khác nhau chỗ đó, khi mà mình còn niệm là thở vô thở ra, vô thở ra, mình chú tâm vào cái hơi thở là nó là thiền chỉ, thiền định. Nhưng mà khi mà mình bỏ
gạt bỏ cái chế định, mình nhìn vào cái tính chất thực tế pháp, là cái sự chuyển động của tính chất của gió ha. Thì lúc đó là mình chuyển qua thiền tệ đó. Chính nhờ mình chuyển qua thiền tệ này đó, mình gạt bỏ đi cái tục đế rồi đó, mình mới thấy à, tính chất gió nó luôn luôn là nó di động, nó chuyển động ha, chuyển động à, cho nên á là nó phải có cái sự thay đổi ha, thay đổi. Và mình không có bắt buộc, mình không điều khiển gì được nó hết, để mình trong này à, sanh diệt đó. Khi đó mình thấy á, là mới thấy được các cái sự vận hành của pháp à, do nhân duyên à, cái chuyển động rồi sao nó xảy ra ha à, đó rồi nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt, nó luôn luôn là thay đổi ha. Đó thì lúc đó đó để mình mới thấy được à, phát triển được cái trí tuệ trong cái định luật tam tướng à, vô thường khổ vô ngã à, từ đó mình thoát ra cái sự mê lầm à, chấp thủ tà kiến ha. Đó thì khi mà vị hành giả mà mình phát triển được đó cái tuệ giác rồi đó, thì nó mới sát trừ được ba cái hạ phần kiến sử, thân kiến ha, thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Hồi gì đó mình hay lầm, mình chấp thủ cái thân này là của tôi à, cái hơi thở này tôi đang thở à, đó cho nên á mình mới khổ đau. Trời ơi nó khó chịu quá, tôi thở không được à, nó khó chịu quá, nó hút hơi quá, giờ thở không được. Thấy không? Chứ sự thật ra là tất cả nó là do nhân duyên à, đó. Thành ra khi mà mình biết là mình không có điều khiển gì được nó đó, à khi mà mọi điều kiện tốt đẹp thì cái sự vận hành của pháp nó thuận lợi ha. Nếu mà do những cái quả xấu à, cái chướng nghiệp nó xảy ra thì nó cản trở cái sự vận hành. Nếu vậy thôi chứ mình không có điều khiển gì được nó đó. À cho nên á chúng ta mới diệt trừ được cái thân kiến à, cái sự vận hành này chỉ có danh và sắc à, của nhân quả à, vậy thôi. Mình không can thiệp, có chỉ huy, mình có điều khiển gì được nó à, thì từ đó mình mới diệt trừ được cái thân kiến và diệt trừ được cái hoài nghi về tam bảo à, hoài nghi về các cái định luật nhân quả. Rồi khi mà mình thấy chính nhờ cái sự vận hành này, dung bồi trí tuệ này á, nó diệt trừ những cái phiền não, chứ không có cái phương pháp nào, không có cái phương pháp cầu khấn giang sinh các linh à, cầu sinh ngọc hoàng thượng đế làm gì mà để mình thoát khỏi khổ đau đó. Cho nên mình diệt trừ được cái nghi thức à, sai lầm à, cầu khấn rồi đứng lên quỳ xuống 108 lại để các cái nghiệp nó được nhẹ nhàng nó giải thoát, không có, thấy không? Đó thì từ đó, đó chúng ta mới đoạn trừ được à, ba cái hạ phần kiết sử này để chúng ta bước vào sơ đạo sơ quả à, trở thành bậc thánh. Rồi chúng ta cảm nhận được niết bàn lần thứ nhất ha. Rồi nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực dung bồi các pháp độ, dung bồi trí tuệ à, tiếp tục nỗ lực phát triển cái thiền tuệ của mình à, thì sẽ lần lượt chứng đắc các cái thánh đạo, thánh quả cao hơn à, xin giải thích cái thắc mắc của à, hành pháp. Chúc hành pháp nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú. Chúng con xin kính tri ân ngài ạ. Dạ con còn 20 phút nữa con xin kính mời bàn tay Thảo đạo tràng à, để mà cho
mọi người đều có thêm sự hiểu biết. Dạ con xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ nghe pháp thân quý sư và toàn thể đạo tràng. Dạ sư cho con hỏi thêm là cái giờ nó, nếu như sư nói thì hành hay thiền định á, thì con theo con thấy thì nó chỉ đưa ta cảm giác an vui, mà nó lại là dễ, chúng ta dễ bị dính mắc vào đó, rồi sinh ra một số cái dễ bị ngạo mạn nữa, bởi vì mình đạt được cái đó và ra dễ xem thường cái đó. Vậy thì phải thiền định, cái thiền có nguy hiểm không ạ? Về mặt nó nguy hiểm như vậy mà hình như mà thế gian bây giờ con thấy là thường như các phương pháp yoga rồi các thiền, các trường thiền vô số như cái sử dụng thiền định là nhiều, là nếu sử dụng nó thì nó dễ làm cho con người ta đi ám biếu vào những cái cảnh giới mà họ đạt được đó, rồi dần dần hình như đi lệch với phương pháp của đạo Phật. Vậy nó có phải là một cách nguy hiểm không ạ, hay là do mình không biết cách hay phương pháp dùng thế nào ạ? Dạ con xin tạm mất lại. Dạ nhà sư giải đáp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì vì nhớ rằng đó, Đức Phật đã khẳng định về cái thiền tuệ, ha. Đức Phật nói đây chỉ có cái con đường này là cái con đường duy nhất nhằm giải thoát chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ngoài cái con đường mà phát triển thiền tuệ này thì tất cả các cái phương pháp khác nó không có giúp cho chúng ta giải thoát đâu. Đó, cho nên á, chính ngay Đức Thế Tôn đạt đến cái quả vị giải thoát chánh đẳng chánh giác, ngay cũng phải phát triển cái thiền tuệ này, thiền quán, thiền minh sát này, thấy không? Đó, cho nên á, chính nhờ ngài phát triển được, ngài đạt đến cái sự giải thoát, ngài mới đem cái phương pháp cao quý này ngài giảng giải. Thì trước khi mà ngài chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác thì ở thế gian này cũng có nhiều cái phương pháp thiền định rồi, không? Thì quý vị nhớ rằng đó là cái thời gian mà ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngài đi xuất gia, ngài cũng theo các cái vị mà Bà La Môn thực hành thiền định, đó. Ngài cũng chứng đắc đến cái tầng thiền mà cao tột nhất là phi tưởng, ha. Nhưng mà ngài quán sát, ngài thấy mặc dù là những cái tầng thiền này nó cao tột nhất đó, cái tuổi thọ nó rất là cao, nhưng mà nó không có giải thoát. Thì quý vị thấy rằng đó, các cái thiền định đó, nó cũng có cái lợi ích. Thì những cái thiền hay là những cái phương pháp mà yoga rồi kia nọ đó, thì mỗi cái nó cũng có cái lợi ích. Nhưng mà khi mà người ta dính mắc, người ta bám níu chấp thủ thì nó sẽ trở thành cái chướng ngại trong cái đời sống, cái sự tu tập của mình. Mặc dù khi mà cái tâm mình định như vậy đó, nó an ổn,
các cái chi thiền nó đưa chúng ta đến cái trạng thái hỷ lạc ha. Nhưng mà khi mà mình bám níu, mình dính mắc á, thì nó sẽ trở thành cái chướng ngại, phiền não, khổ đau. Tại vì đâu phải lúc nào mà chúng ta, nếu mà cái những cái người mà hành giả mà mới tập á, không phải lúc nào mình hành mà cũng cái hỷ lạc nó cũng phát sanh, thấy không? Có những lúc những cái điều kiện nó chưa đủ, chưa thích hợp, không phát sanh. Mà khi mà nó không mình muốn đạt được cái trạng thái hỷ lạc mà giờ nó không phát sanh thì mình bực bội, mình sân hận, thấy không? Đó, cho nên là khi mà những cái chi thiền mà nó phát triển thì nó tạm thời nó đè nén, khắc chế những cái phiền não ha, rồi nó cũng có cái khả năng trị bệnh này kia nọ ha. Nhưng mà điều cái á, những cái pháp đó nó không có giúp chúng ta thoát khỏi ra cái vòng quay của sanh tử luân hồi à, không thoát khỏi cái thế gian này ha. Đó, cho nên á là ở hiện tại ở Ấn Độ cũng có những vị mà đạo sĩ người ta thực hành thiền định để kéo dài cái tuổi thọ à, sống cả trăm tuổi. Nhưng mà chúng ta sống kéo dài tuổi thọ để làm gì, thấy không? Hoặc là có những vị ta thực hành thiền định để ta cầu mong là tại sao khi mà hết rồi đó ta tái sanh trở lại ở thế gian này à, để tiếp tục tu tập nữa, để trở thành những cái vị Bồ Tát để phục vụ cho chúng sanh, chứ ta không có muốn giải thoát đó. Thì những cái tư tưởng này nó dính mắc vào cái sự an của cái thiền chỉ, thiền định ha. Rồi người ta bám níu, người ta dính mắc à, trong cái pháp hành gọi là chấp thủ về cái tri kiến ha. Mà bất cứ một cái sự chấp thủ nào là cũng sẽ đưa đến khổ đạo, thấy không? Đó, quý vị biết rằng mấy vị đạo sĩ bây giờ sống lâu cỡ nào chứ, rồi nó cũng khổ, cũng già, cũng bệnh, cũng đau, cũng nhức, cũng tê, cũng kia nọ, rồi cũng phải đi đến cái sự chết. À, bây giờ mình hành yoga gì đó ha, thì cái phương pháp yoga này nó cũng đâu phải tuyệt đối mà duy trì được cái mạng sống này ha. Hay là cái phương pháp mà những cái phương pháp mà gọi là organic ha, Osawa gì đó, ăn gạo lứt mùa hè để trị bệnh đó, thì nó cũng tạm thời thôi ha. Nó không có cái nào là tuyệt đối hết. À, cho nên á, quý vị nhớ lời Đức Phật dạy, khi nào chúng ta còn trôi lăn trong tam giới này là còn khổ. À, chỉ có con đường duy nhất à, mà Đức Phật đã khẳng định, chỉ có con đường duy nhất này mới đưa chúng sanh giải thoát khỏi tam giới, mới chấm dứt sanh tử luân hồi à. Cho nên chúng ta phải có trí tuệ, có niềm tin à, phân biệt, để mà chúng ta thực hành để đem đến cái lợi ích, tránh xa những cái sự mê lầm chấp thủ à, rồi mình cứ còn bị trôi lăn trói buộc trong thế gian này, thấy không? Đó, cho nên á, chỉ có khi mà chúng ta phát triển cái tuệ giác đủ mạnh, nó mới sát trừ. Còn cái thiền định á, à, người ta ví giống như là đá đè cỏ ha. Ngay cho bãi cỏ đó, quý vị đem cái miếng sắt à, đem cái những cái cục gạch đó, quý vị đè lên thì tạm thời cỏ đó nó không có mọc được thôi.
Nhưng mà khi mà quý vị dời cái tấm sắt, dời những cái tảng đá, những cái cục gạch đó đi, thì bắt đầu cỏ nó sẽ phát triển trở lại ha. Còn cái thiền tuệ á, là nó mới có khả năng sát trừ, đào bứng, thấy không? Người ta làm cỏ mà nếu mà cứ đem đẩy nó thì nó đâu có chết, thấy không? À, mà người ta phải đào nó lên, à, lấy gốc rễ đồ gì đó ta lựa ra, ta đem đi đổ chỗ khác hết, chỗ đó nó mới hết cỏ đó. Thành ra đó, mỗi phương pháp nó có những cái lợi ích, nhưng mà để chúng ta biết á, chúng ta thực hành cho nó đúng đắn ha, phải dựa trên cái nền tảng, cái tâm định để phát triển tuệ ha. Còn nếu mà chúng ta bám níu chấp thủ và cái định à, thì khi định á, thì nó cũng có cái sự an ổn, an lạc, à, tạm thời đè nén những cái phiền não. Nhưng mà nếu mà mình cứ dính mắc vào định à, thì mình sẽ còn bị trói buộc trong cái dòng quay sanh tử luân hồi à. Nhưng mà chúng ta biết nương vào định làm nền tảng à, để phát triển. Thành ra Đức Phật mới nói không, nếu mà chúng ta định cùng tu tập với tuệ sẽ đem đến lợi ích lớn, đem đến kết quả lớn, tức là nó sẽ có khả năng mới đoạn trừ à, phiền não, mới đưa đến giải thoát. Còn nếu lại ở định để sống một cuộc đời sống à, an ổn ha, rồi tái sanh đến những cảnh giới an vui à, do phước báo của thực hành những cái chi thiền ha, thì như vậy chúng ta vẫn còn bị trói buộc à, trong cái dòng quay sanh tử luân hồi ở trong thế gian này. Mà còn ở trong thế gian thì còn khổ từ những chúng sanh phạm nhân cho đến các cái vị mà chư thiên phạm thiên à, cũng vẫn còn khổ đau. Thì xin giải thích cái thắc mắc của hành pháp à, chúc hành pháp nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, chúng con xin kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Lại còn 5 phút nữa, kính mời đạo tràng, còn ai còn câu hỏi gì nữa không thì xin giơ bàn tay của mình lên ạ. Dạ, con xin nhường mic đến đạo tràng, nếu mà một lát nữa mà không có ai có câu hỏi nữa thì con xin phép được tụng sám hối tâm bảo ạ. Dạ, con xin mời bàn tay. Cho con hỏi thêm một câu nữa ạ. Hôm nay hơi tham chút. Vậy thì cho con hỏi là thiền định, con thấy thường thì mình tìm những nơi yên lặng, dạ, trống vắng để mình thực hành đó. Vậy còn thiền quán có cần phải vậy không thưa Ngài ạ? Hay là nó hiện diện trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày ạ? Dạ, dạ con chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. À, thì à, mỗi cái phương pháp thực hành á, nó đòi hỏi à, những cái điều kiện. Ví dụ như cái vị hành giả mà muốn thực hành thiền định á, thì phải tới những cái nơi mà thật yên tĩnh, thật yên tĩnh thì mới phát triển cái sự tu tập của mình được. À, những cái âm thanh à, những cái âm thanh nó là cái chướng ngại à, cho cái sự tu tập thiền định, thấy không? Tại vì à, khi mà cái vị hành giả mà cố gắng mà dán áp chú tâm vào trong cái đề mục á, chỉ cần một cái âm thanh á, thì nó cũng làm cho cái vị này sao động, mất cái niệm của à, cho nên đó là đối với cái thiền định á, là cái đời sống hiện tại này rất là khó thực hành nè. Ngược lại đó,
Thì cái thiền tuệ đó, là lúc đầu chúng ta cũng cố gắng phát triển cái định, nhưng mà nó vừa đủ, nó sát na định hay là thời định, để chúng ta phát triển tuệ, không? Đó. Nhưng mà cái lợi ích của cái thiền tuệ đó là sau khi mà chúng ta phát triển được rồi là chúng ta tu tập ở đâu cũng được, trong mọi hoài nghi, mình đi kinh hành là mình cũng niệm, không? Rồi mình thiền tọa mình cũng niệm. Mà khi mà mình áp dụng vào cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, mình quét nhà, mình lau nhà, mình giặt đồ giặt đạc, mình làm các công việc gì đó, mình cũng có thể niệm được, thấy không? Chứ không cần phải nhất thiết phải tìm một cái chỗ thiệt là thanh vắng, không có âm nha. Đó. Thành ra đối với cái thiền tuệ đó là chúng ta áp dụng vào cái đời sống hiện tại này. Bất cứ lúc nào có một cái đối tượng mạnh nhất nó khởi lên, mình ghi nhận, mình niệm là được ha. Bây giờ quý vị làm công việc quét nhà, mình chú vào cái bước chân của mình, bước tới bước lui, cái tay mình cầm cái chổi, mình đưa tới đưa lui, mắt mình nhìn, mình quan sát như thế nào đó, biết thấy bước bước quét quét là gì đó ha. Bất cứ một cái hành động, cái hoài nghi nào nó diễn ra, mình ghi nhận để mình chú tâm vào cái lúc đó ha. Bây giờ mình ngồi trên xe mình niệm cũng được đó. Thay vì mình ngồi mình suy nghĩ dẫn dơ, xe nó chạy cảnh vật nó chạy trước mắt mình, thì mình niệm thấy tiếng động cơ nó đang chạy, nghe rồi cái chạy cái xe nó chạy thì nó có sự rung lắc rung động, thấy nghe rung lắc ha. Thành ra đó, với thiền tuệ thì chúng ta sẽ thực hành bất cứ ở đâu cũng được, nhưng mà lúc đầu đó mình phải có sự thực tập, thì mình phải tránh bớt được sự ồn ào, cái hội chúng, để bớt tiếng động, để chúng ta phát triển cái định tâm mình cho nó mạnh chút. Còn khi mà chúng ta đã có cái định rồi đó, thì chúng ta sẽ áp dụng vào công việc, sinh hoạt đời sống hàng ngày, trong mọi hoài nghi, đi đứng nằm ngồi. Xin giải thích cái thắc mắc của Hành Pháp. Dạ, chúc Hành Pháp sức khỏe an vui. Dạ, đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẹ. Trước khi sám hối và kết thúc buổi sinh hoạt với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức có thể căn an, chúc tất cả quý tu nữ với Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập được nhiều thiện sự trong đời sống, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Dạ, bây giờ xin mời Pháp Nguồn Lào Cai sám hối, rồi sư xin thay mặt Kia Tăng phúc túc ngắn của một bút tha giá. Dạ, sa thú. Chúng con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã đi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay, để cho đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui, lợi ích dài lâu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Pháp Nguồn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng sám hối tam bảo và thỉnh ngài Pháp Thanh tụng chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Uttamang vena vandeham bada bang sung waruttamang butthe yogalito doso buttho kamatu tang namang Uttamang vena vandeham thammang chaduvithang warang thamme yogalito doso thammo kamatu tang namang Uttamang vena vandeham sang thành cha đô vi thô ta mang sang thế yo ga li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang con xin
nhất lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, quý xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, quý xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quý xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mắt lên thực tọa pháp thanh để ngài xin ngài tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tràn đầy phúc báo trong ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Hoa tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đê vô ta sắp bà bù tha nu vá vê nê sơ nê sô thi phá quanh tu tê. Hoa tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đê vô ta sắp bà tham ma nu vá vê nê sơ nê sô thi phá quanh tu tê. Hoa tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đê vô ta sắp bà sang kha nu vá vê nê sơ nê sô thi phá quanh tu tê. Tất cả phước báo hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú. Con kính tri ân thượng tọa Phật Thanh đã tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con kính thỉnh ngài nghỉ ngơi ạ. Con kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng hồi hướng sau khi nghe pháp. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, buổi học pháp hôm nay đến đây xin được kết thúc. Trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, con có điều gì sơ sót kính mong quý sư cùng toàn thể đạo tràng hoan hỷ bỏ qua cho con. Con thân mời quý đạo hữu trở lại sinh hoạt cùng Dung Phật Giáo Nam Truyền hàng ngày vào hồi 4:30 đến 6:30 sáng giờ Việt Nam. Sau đây con xin gửi mic đến ngài chị Đức để ngài đóng Zoom kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ. Cảm ơn.